Theo bản tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 3 đã mạnh lên thành siêu bão cấp 16 với sức gió từ 184 đến 201 km/h, giật cấp trên 17. Theo đề xuất của Bộ Y tế, người mắc bệnh hiểm nghèo, hiếm, nặng sẽ được chuyển thẳng lên cơ sở y tế tuyến trên mà không cần theo trình tự khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp tục có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc giải quyết hồ sơ đất đai từ ngày 1 tháng 8. CEO doanh nghiệp lớn thu nhập bình quân 2,5 tỷ đồng một năm. Thông tin này được Finrup đưa ra trong báo cáo thu nhập của Tổng Giám đốc và Hội đồng Quản trị tại các công ty đại chúng ở Việt Nam năm 2023. Liên quan đến vụ trẻ bị ngược đãi tại mái ấm Hoa Hồng ở quận 12, sáng 5 tháng 9, Công an quận 12 cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ bà Giáp Thị Song Hương là chủ mái ấm Hoa Hồng. Bất chấp những cảnh báo liên tục từ Moscow, chính phủ Mỹ đang có kế hoạch cung cấp tên lửa không đối đất tầm xa, có thể được tích hợp vào máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ thiết kế. Washington xác nhận một quân nhân Mỹ đã bị bắt tại Venezuela khi tới nước này du lịch vào cuối tháng 8, giữa lúc quan hệ hai nước căng thẳng. Kính mời quý khán giả cùng báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính cập nhật tin tức 18 giờ hôm nay. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cường độ bão số 3 có khả năng mạnh lên thành siêu bão cấp 16 và duy trì cường độ này cho đến sát ven biển phía đông đảo Hải Nam Trung Quốc. Sau đó bão số 3 sẽ đi qua khu vực giữa đảo Hải Nam và bán đảo Lôi Châu Trung Quốc, rồi đi vào vịnh Bắc Bộ trong đêm khoảng ngày 6 đến ngày 7 tháng 9. Dự báo 7 giờ sáng ngày 6 tháng 9 khi bão số 3 ở trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 190 km về phía đông đông nam, cường độ bão vẫn mạnh cấp 13-14, giật cấp 17. Trong ngày 7 tháng 9, bão có khả năng đi vào các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trọng tâm ảnh hưởng đổ bộ vào các tỉnh thành ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình. Do ảnh hưởng của bão ở khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11-13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14-16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Từ đêm 6 tháng 9, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Trên đất liền từ gần sáng 7 tháng 9, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão cấp 10, 12, giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 8, giật cấp 9, cấp 11. Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký công điện chỉ đạo các bộ ngành địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3 năm 2024. Đề xuất người bệnh nặng không cần giấy chuyển viện nằm trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế đang được Bộ Y tế xây dựng, dự kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 8 vào tháng 10 năm nay. Theo đó, dự thảo bổ sung quy định với trường hợp người bệnh được xác định mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc sử dụng kỹ thuật cao sẽ được đến trực tiếp cơ sở y tế tuyến trên mà không cần theo trình tự khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, nhưng vẫn được hưởng bảo hiểm y tế mức cao nhất. Theo danh mục bệnh hiểm nghèo, bao gồm 42 loại bệnh như ung thư, phẫu thuật động mạch vành, đột quỵ, mất thính lực, bệnh Parkinson, bại liệt. Thực tế, đa số trường hợp mắc bệnh nan y ở tuyến xã và huyện không thể điều trị, nhưng người bệnh vẫn phải làm theo thủ tục đến các cơ sở y tế để làm giấy tờ chuyển tuyến mới được hưởng bảo hiểm y tế. Điều này gây phiền hà, thậm chí nhiều người không đủ kiên nhẫn, thời gian chờ đợi mà bỏ tiền túi khám dịch vụ, mất đi quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế. Vì vậy, Bộ Y tế đề xuất với nhóm này, người bệnh có thể đến thẳng cơ sở y tế có chuyên môn để được khám chữa bệnh mà không cần chuyển tuyến. Theo Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 27 tháng 8, nơi này đã tiếp nhận tổng cộng 8.808 hồ sơ, trong đó có 346 hồ sơ thu tiền sử dụng đất với trường hợp công nhận quyền sử dụng đất, 277 hồ sơ thu tiền sử dụng đất với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất. Bên cạnh đó có 5.448 hồ sơ thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản, 2.737 hồ sơ thuộc các trường hợp không phát sinh nghĩa vụ tài chính. Do vậy,
Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sớm ban hành quyết định điều chỉnh bảng giá đất và có hướng dẫn chỉ đạo việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật, bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, tỷ lệ phần trăm tính thu tiền thuê đất, để từ đó cơ quan thuế kịp thời tính nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các hồ sơ phát sinh từ ngày 1 tháng 8. Ngoài ra, để tránh tồn động hồ sơ khiếu nại ảnh hưởng đến nhu cầu thực tế và quyền lợi hợp pháp của người dân, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh dự kiến báo cáo Tổng cục Thuế về việc giải quyết các trường hợp không phát sinh nghĩa vụ tài chính khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người dân. CEO doanh nghiệp lớn thu nhập bình quân 2,5 tỷ đồng một năm. Dựa trên kết quả khảo sát từ 200 công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đại diện 85,6% tổng giá trị vốn hóa trên 3 sàn tại thời điểm cuối năm 2023. Các công ty đại chúng này tạo ra doanh thu gần 3,3 triệu tỷ đồng trong năm 2023, chiếm 72% tổng doanh thu thuần của các doanh nghiệp niêm yết trên 3 sàn và tương đương 32% GDP theo giá so sánh của Việt Nam cho cùng năm. Theo đó, thu nhập của Tổng Giám đốc CEO bình quân ở mức 2,5 tỷ đồng một năm một người trong năm 2023. Trong đó, các ngành bất động sản, dịch vụ tài chính, chủ yếu chứng khoán và bảo hiểm là những ngành có thu nhập bình quân cao nhất. Xét theo loại hình doanh nghiệp, thu nhập bình quân của Tổng Giám đốc tại nhóm doanh nghiệp nhà nước thấp hơn đáng kể so với doanh nghiệp tư nhân, dù hiệu quả hoạt động khá tương đồng. Thu nhập của Chủ tịch Hội đồng Quản trị mức bình quân cho năm 2023 là 1,7 tỷ đồng một người. Ngân hàng và dịch vụ tài chính chủ yếu là chứng khoán có thu nhập bình quân của Chủ tịch Hội đồng Quản trị cao nhất nhờ đặc thù tham gia điều hành của các lãnh đạo này. Ngoài bà Hương, Công an quận 12 còn tạm giữ bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm là bảo mẫu tại máy ấm Hoa Hồng và một số bảo mẫu khác để điều tra về hành vi ngược đãi, bạo hành trẻ em. Công an cũng đang điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại máy ấm Hoa Hồng. Riêng về Tuyền, bảo mẫu tại máy ấm Hoa Hồng, công an vẫn đang truy xét vì người này hiện không có ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, báo chí nhận được phản ánh từ bạn đọc về tình trạng ngược đãi trẻ em xảy ra tại máy ấm Hoa Hồng do bà Hương làm chủ. Ngày 4 tháng 9, lực lượng chức năng đã có mặt tại máy ấm Hoa Hồng để xác minh, kiểm tra. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận có 85 trẻ có mặt tại máy ấm, trong khi theo giấy phép, cơ sở này chỉ được nuôi không quá 39 trẻ. Số nhân viên tại thời điểm kiểm tra là 15 người. Theo Reuters, việc đưa tên lửa không đối đất tầm xa vào gói vũ khí mới cho Kiev dự kiến sẽ được công khai vào mùa thu năm nay. Tuy nhiên, các nguồn tin lưu ý rằng các cuộc thảo luận về tên lửa vẫn đang diễn ra và quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Việc chuyển giao vũ khí thực tế có thể mất vài tháng vì chính quyền Mỹ sẽ cần giải quyết các chi tiết kỹ thuật của động thái này. Tên lửa không đối đất tầm xa được Lockheed Martin phát triển có thể cho phép quân đội Kiev tấn công các mục tiêu cách biên giới Nga khoảng 300 km hoặc lên đến 500 km đối với một số phiên bản tầm xa hơn và độc quyền. Một nguồn tin cho biết cũng có những nỗ lực để làm cho tên lửa tương thích với các máy bay chiến đấu không phải của phương Tây trong kho vũ khí hiện tại của Ukraine, vì cho đến nay nước này mới chỉ nhận được lô F-16 đầu tiên. Moscow từ lâu đã cảnh báo phương Tây không được phép cho Kiev tấn công lãnh thổ Nga, điều mà nước này coi là leo thang thù địch. Nga cũng đã đe dọa sẽ cung cấp thiết bị quân sự tương tự cho kẻ thù của phương Tây để trả đũa nếu cảnh báo không được lắng nghe. Theo hai quan chức Lầu Năm Góc, quân nhân Mỹ bị bắt là thủy thủ hải quân, bị bắt vào ngày 30 tháng 8. Quan chức quốc phòng Mỹ nói người này đến Venezuela vì việc riêng và chưa xin phép đơn vị. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết chính phủ nước này đang theo dõi sự việc, song từ chối bình luận trong cuộc họp báo hôm 4 tháng 9. Giới chức Venezuela chưa công bố danh tính của quân nhân Mỹ vừa bị bắt, cũng như cáo buộc đối với người này. Bộ Ngoại giao Mỹ nhiều năm qua khuyến cáo công dân không đến Venezuela để đảm bảo an toàn cá nhân khi quan hệ song phương không ngừng căng thẳng sau cuộc bầu cử tổng thống Venezuela. Trước đó, hôm 2 tháng 9, Mỹ thông báo đã tịch thu máy bay Dassault Falcon 900 của tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại Cộng hòa Dominica và đưa về sân bay ở Florida. Giới chức Mỹ cáo buộc đây là tài sản được mua bất hợp pháp với giá 13 triệu đô la Mỹ thông qua công ty Bình Phong. Chính phủ Venezuela sau đó xác nhận chuyên cơ của Tổng thống Maduro đã bị Mỹ tịch thu trái phép.